Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lại lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang đèn típ mét 2. Đấy. Thì như trên mình các bạn đây, nó đang là một mẫu camera ngụy trang đèn típ mét 2 đã được mình độ chế camera siêu nhỏ rồi nhá. Đây sẽ là một chiếc đèn vẫn có thể sử dụng đèn bình thường. Ngoài ra nhá, thì mình độ chế cho một mắt camera siêu nhỏ. Thì giờ mình sẽ bóc cái này ra này. Đấy, mình sẽ bóc cái đèn này ra nhá. Đấy, đây. Đó, mình bóc ra luôn nhá. Khi mình bóc ra nhá, thì trên tay mình đây đang là một con đèn mới này. Đây còn chữ bóc ly lông luôn này. Đấy, cho con lông luôn nhá. Mắt camera mình sẽ đổ ở đây. Đây chính là vị trí mình sẽ đặt cắt mắt camera nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhỏ luôn. Cái này thì khi mình đặt sát với camera thì các bạn có thể nhìn được. Còn nếu mà mình đặt sai như này. Đấy, bạn thấy chưa? Không thể nào mà phát hiện được nhá. Và đặc biệt ấy thì chiếc camera của nhà mình có thể hoạt động 24/24. Hoạt động 24/24 luôn nhá. Còn đèn thì vẫn sử dụng sáng đèn, sử dụng điện ánh sáng để có thể làm tất cả công việc như bình thường. Đấy. Đây sẽ là một mẫu đèn mét 2 cực kỳ hot nhá. Đấy, rất là nhiều các bạn đã hỏi mình là nhà mình có bóng típ mét 2 không, thì tiện đây mình cũng lên clip để giới thiệu cho bạn này. Đấy, chiếc camera nhà mình ấy khi mình độ chế vào nhá, thì thứ nhất ấy là cái mắt của nó rất là nhỏ này. Cái thứ hai, hình ảnh của nó sẽ là 4K nhá, siêu sắc nét. Cái thứ ba nhá, của nó sẽ là có chức năng kết nối từ sau 3G. Cái thứ tư ấy, nó sẽ là cái phần lưu trữ và thẻ nhớ nhá. Khi mà lưu trữ thẻ nhớ nhá, các bạn có thể là xem ở trên điện thoại này hoặc là tải về ở trên điện thoại theo ý thích của các bạn luôn nhá. Rất là tiện lợi luôn. Bóng điện vẫn sử dụng sóng điện bình thường nhá. Đấy, và camera mình khi độ chế nhá thì nó sẽ có hai đầu dây à. Hai đầu dây nhá. Một đầu dây của camera và một đầu dây của bóng đèn. Đấy, thì cách sử dụng các bạn sẽ có hai cách sử dụng nhá. Một là các bạn có thể là đấu chung hai nguồn điện là dây cam với lại là dây đèn là một nguồn điện. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng cam 24/24 ấy thì các bạn sẽ đấu cho mình hai nguồn điện nhá. Một nguồn của bóng đèn và một nguồn của cam. Đấy, thì khi bạn đấu hai nguồn điện nhá thì nó sẽ gọi là không có đèn đấy, gọi là không sử dụng đèn thì camera cũng sẽ hoạt động bình thường. Đấy, còn nếu mà các bạn mà đấu một nguồn thì khi mà các bạn bật đèn lên thì camera sẽ hoạt động. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, cái mẫu đèn này mình bán rất là nhiều do là cái ngoại hình của nó hơi to một xíu nên là mình ít lên video. Và nhà mình thì cũng có độ chế camera theo cầu, ngoài mẫu camera siêu nhỏ ngụy trang đèn típ mét 2 này ra, nhà mình còn độ chế tất cả các loại bóng đèn này, tất cả các đồ gia dụng là mình đều có thể làm được hết. Và các bạn lưu cho mình là mình đây là hàng tự làm. Đấy, hàng mình tự làm lên là cái chất lượng của cam này và cái độ kín đáo của cam là mình phải đảm bảo với các bạn được 100%. Và nhà mình thì có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai địa chỉ cửa hàng nhà mình thì có thể là qua trực tiếp để tham khảo và thử hàng trực tiếp tại cả nhà mình. Và xã ấy, thì mình có ship COD toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra nhá. Các bạn bóc hàng ra, các bạn test hàng, thử hàng thoải mái khi thanh toán nhá. Đấy. Lưu ý mình là hàng nhà mình ấy thì đều được test hàng kiểm tra thoải mái nhá. Không phải là các cái hàng lừa như các bạn xem ở trên mạng ấy. Đấy, thông thường là các bạn sẽ phải là đặt cọc hoặc là không được xem hàng. Nhưng mà như vậy ấy, chỉ có hàng lừa thôi các bạn nhá. Đấy, lưu cho mình. Đó, các bạn có nhu cầu nhá, quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang đèn típ mét 2 siêu sáng của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nhá. Giờ mình cũng sẽ vào là hướng dẫn sử dụng này và vào test sản phẩm thực tế cho bạn luôn. Đấy. Đầu tiên để hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ chuẩn bị một cái điện thoại này. Đấy, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một điện thoại nhá để có thể là test cam. Đó, điện thoại đây. Đây thì mình có chuẩn bị một cái điện thoại này. Đây, mình sẽ mở lên nhá. Các bạn sẽ tải cho mình một ứng dụng có tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này nhá thì chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone như mình nhá thì sẽ vào App Store nhá. Đây, App Store này. Đấy, các bạn sẽ tìm kiếm, đánh cho mình chữ Lookcam ra nhá. Lookcam. Đây, Lookcam đây. Đó. Các bạn lưu ý cho mình ấy, đó chính là khi mà bạn tải ứng dụng nhá thì iPhone sẽ vào App Store, còn Android của mình nó bao gồm Samsung, Vivo, Oppo, Sony ấy, các bạn sẽ vào cửa hàng xem vào lên nhá. Các bạn đều tìm chung ứng dụng có tên là Lookcam này. Đây, ứng dụng Lookcam này biểu tượng màu xanh các biển như trên màn hình nhá. Thì các bạn sẽ tải về cho mình nhá. Đấy, đây, mình sẽ để kỹ cho bạn này. Ok, thì khi mà bạn đã tải về xong rồi nhá,
thì các bạn sẽ thoát ra này, thoát ra nhá. Sau đó thì bây giờ các bạn sẽ phải bật cam lên để có thể sử dụng cam nhá. Đấy, khi bật cam lên thì đầu tiên mình sẽ test phần đèn nhá, đèn vẫn sử dụng đèn bình thường. Đấy thì mình sẽ test đèn trước, do mình là đấu hai nguồn nên mình có thể là test cả đèn cả cam đều được. Đấy, mình test đầu tiên test phần đèn cho các bạn trước nhá, thì mình có chuẩn bị dây nguồn đây, mình sẽ cắm điện vào này. Đấy, để cho cái đèn của mình có thể hoạt động nhá. Đây, tất cả cái quy trình khi mà mình test cho các bạn ấy là đều là thực tế luôn nhá. Đấy, không cắt ghép gì hết. Ok chưa? Đó, đây là mình sẽ kết nối nguồn điện đây nhá. Đấy, sau đấy thì mình sẽ để ở đây này. Đây thì mình sẽ để ra ngoài tí nhá. Đấy, đầu tiên test phần đèn cho các bạn này. Ok chưa? Đèn nó sáng trưng luôn này. Đấy, đèn sáng trưng nhá. Đấy, tiếp theo nhá, tiếp theo thì mình sẽ test cam cho các bạn. Cam đây. Đây thì mình sẽ đấu cái nguồn điện trực tiếp vào cam nhá. Con này mình hàng mới, mình còn chưa cả ấy không? Mình còn chưa cả lấy nguồn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có hai màu dây nhá, một màu dây xanh, hai màu dây đỏ này. Đấy, dây xanh thì các bạn sẽ cắm vào phần dây trắng của mình, còn dây đỏ thì sẽ cắm vào dây trắng của mình, nó sẽ là nguồn âm dương các bạn nhá. Dây xanh của nó sẽ là nguồn âm, còn dây đỏ sẽ là nguồn dương nhá. Hoặc là các bạn bảo là dây lửa, dây mát cũng được. Đấy. Đây, mình sẽ cắm vào đây này. Đấy, ok, cắm vào phát là cam hoạt động luôn nhá. Sau đó thì mình sẽ test chất lượng ảnh cho các bạn luôn. Đây, mình sẽ kết nối vào các bạn nhá. Đây, một xíu. Ok, đã xong. Khi đã xong thì bây giờ mình sẽ cắm điện này. Đấy, khi mà bạn cắm điện nhá thì camera của mình nó sẽ tự động, nó sẽ hoạt động luôn các bạn nhá. Nó sẽ hoạt động luôn. Đây, mình sẽ đặt sát ở đây này. Đấy, mắt camera thì mình đã độ chế ở bên sườn này rồi, các bạn nhìn đã thấy rồi. Đấy, mắt camera ở bên sườn kia nhá. Đấy, và bây giờ này, khi mà bạn đã cắm camera này và bạn đã tải ứng dụng về rồi, tiếp theo cần làm đó chính là các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại nhá. Đây thì mình sẽ show hết cho các bạn luôn. Đấy, các bạn sẽ vào phần cài đặt này, các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi này. Đấy, và các bạn sẽ chờ cho mình từ 5 đến 10 giây nhá, để chiếc camera của nhà mình có thể là phát tín hiệu wifi thì các bạn có thể kết nối và sử dụng nó nhá. Đấy, đây. Đấy, đây. Ok, thì khi mà camera phát tín hiệu nhá thì nó sẽ có chữ G đầu tiên này, một vài số vài chữ thì bạn ấn kết nối với mình. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Đây, mình sẽ đặt sát này. Các bạn lưu ý cho mình đó chính là cái tín hiệu wifi của camera phát ra sẽ có chữ G, một vài số vài chữ và không mật khẩu nhá. Các bạn sẽ kết nối vào cho mình. Đấy. Đó, ok. Khi lên tích xanh này là camera đã kết nối được rồi nhá. Đấy, kết nối xong nhá, các bạn sẽ thoát ra này. Và các bạn sẽ vào ứng dụng lúc cam mà đầu video mình đang hướng tải về nhá. Lúc cam này, đầu video mình hướng tải về đây. Đấy. Khi vào nhá thì nó sẽ hiển thị ra đây, chữ device online chữ màu xanh này. Đấy, device online đây nhá. Các bạn ấn vào nó và ấn scan này là mình có thể là kết nối trực tiếp vào trong rồi nhá. Đây. Thì đây nhá, đây sẽ là phần hình ảnh này. Đấy. Hiện tại đây nhá, các bạn như các bạn nhìn thấy ấy, nó đang bị ngược hình ảnh nhá. Nó đang bị ngược hình ảnh này, các bạn phải chỉnh ảnh bằng hai mũi tên lên xuống này nhá. Đó, lên xuống đây. Đó, đây là sai này. Đấy, về đúng chiều chưa? Đấy, ok chưa? Đây. Các thấy chưa? Đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm nhá. Mình sẽ quay ngang hình ra để cho các bạn xem rõ hơn này. Đây nhá, hình ảnh đây, các bạn thấy chưa? Siêu sắc nét luôn nhá, mình cam kết bạn luôn, với chất hình ảnh 4K thì các bạn xem với chất hình ảnh là cực kỳ sắc nét. Đấy. Và cam của mình thì nó sẽ hơi chếch xuống nhá. Đây nhá, nó hơi chếch xuống các bạn nhá, nó không thẳng đâu. Đấy. Nhưng nếu như các bạn đặt úp lên tường ấy, nếu mà các bạn đặt úp lên tường nhá thì nó sẽ là góc chéo xuống nhá. Và cái góc độ tỏa của nó ra nó sẽ là 150 độ. Đấy. Cái góc quay của nó sẽ là 150 độ nhá. Hình ảnh đây. Thấy chưa? Siêu sắc nét luôn nhá. Đây, mình sẽ lấy cái biển cáo mình luôn này. Mình sẽ lấy cái biển cáo trên này xuống nhá. Đấy, và mình sẽ đây. Soi cam này. Đấy, không biết là xem được chưa. Đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, hiện tại đây nó vẫn ngược chữ nhá, như này là ngược chữ các bạn nhá. Thấy chưa? Ngược chữ nhá, bạn có thể chỉnh về đúng chiều nhá. Ngược chữ này. Đấy. Về đúng chiều chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Kể cả soi chữ nhá, đây là cái kích. Đây là cách cái camera của mình là hơn 1 mét hay gần 2 mét nha các bạn, thấy không? Soi chữ vẫn siêu sắc nét luôn này. Đây, bạn thấy không? Soi chữ là siêu sắc nét luôn nhá. Cam các bạn luôn. Đấy. Con này thì led khỏi bàn luôn. Cái này thì khi mà bạn sử dụng nhá, các bạn sử dụng để
theo dõi nhà cửa này, hay là bảo quản tài sản cá nhân cực kỳ tốt. Ví dụ như là các bạn đang ở trong trường hợp là nghi ngờ vợ chồng ngoại tình, muốn bắt sống hoặc là muốn lấy bằng chứng cứ, thì đây là một sản phẩm camera cực kỳ hữu ích luôn. Đó. Hoặc là nếu mà các bạn mà muốn sử dụng ấy là để chống trộm ấy, đấy, cũng ok nhá. Con này nhà mình thì ngoài hình ảnh 4K này kết nối từ Sao 3 4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động, và đặc biệt lại còn có thêm chức năng là hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, nên là cái việc mà lưu trữ bắt chống trộm là phần cảnh báo chuyển động cực kỳ hữu ích luôn nhá. Cứ có chuyển động này hoặc là có trộm vào ấy là sẽ thông báo về điện thoại các bạn luôn nhá, cực kỳ tiện luôn. Và đây là hình ảnh thực tế đây nhá, mình làm video mình sẽ làm thật việc thật luôn. Đấy, biển cá mình đây, mình vừa dỡ xuống nhá. Bây mình đặt lên này. Đấy, cái tốc độ quay của camera nhá thì siêu mượt luôn, cực kỳ mượt luôn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Siêu mượt luôn này, có thể zoom này, đấy, zoom to zoom nhỏ tùy thích luôn này. Siêu sắc nét luôn nhá. À, cho xem hình ảnh thực tế. Đấy, với hình ảnh 4K này đang trong hình cao nhất rồi, nên là không còn nghi ngờ gì nữa. Và camera của nhà mình thì hoạt động 24/24 luôn, cực kỳ tiện. Đó. Rồi, tiếp theo nhá. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái phần kết nối từ xa này. Thì khi mà bạn muốn kết nối từ xa có 3 4G nhá, thì các bạn sẽ phải đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera nhá, xung quanh camera này phải có wifi. Và hai là điện thoại các bạn nhá, có mạng di động 3 4G hoặc là wifi tùy. Đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn sẽ ấn quay trở lại này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào phần bánh răng cài đặt. Bánh răng cài đặt này. Đây mình nhấn nhầm. Đây. Các bạn nhìn thấy mình nhá, có phần bánh răng cài đặt ở bên cạnh này, các bạn ấn vào nó. Đây là mình chưa ấn vào bánh răng cài đặt nhá. Đấy, bánh răng cài đặt đây. Đấy, khi ấn vào phần bánh răng cài đặt nhá thì nó hiện thị ra một dòng thông số, các bạn chọn vào phần device setting này. Đấy, và chọn mình mục wifi setting. Khi mà các bạn chọn mục wifi setting nhá, nó sẽ hiện ra toàn bộ wifi xung quanh camera. Lúc đó ấy, các bạn chỉ cần tìm cho mình một cái wifi nào căng nhất và các bạn biết mật khẩu thì các bạn sẽ ấn vào. Wi-Fi thì bao gồm là Wi-Fi ở nhà này, Wi-Fi hàng xóm này, hoặc là Wi-Fi ở công ty, công trường, công sở các bạn đều được hết nhá. Đấy, sau đó ấn vào. Tiếp theo nhá thì các bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu Wi-Fi vào. Mật khẩu Wi-Fi thì các bạn sẽ nhập vào cho mình. Nhập xong mật khẩu Wi-Fi nhá, ấn OK thôi là các bạn đã có thể xem từ xa rồi. Khi mà bạn đã kết nối từ xa như cái bước trên của mình ấy, thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách nhá. Không giới hạn khoảng cách, dù các bạn ở bất kỳ đâu này, bất kỳ chỗ nào, các bạn chỉ cần mở điện thoại lên nhá. Mở điện thoại lên này. Đấy, đây. Mở điện thoại lên và truy cập vào ứng dụng nhá. Truy cập ứng dụng, ấn đi vào online này, chọn kênh này là xem từ xa luôn và không giới hạn nhá. Đấy. Nếu mà các bạn kết nối ở nhà nhá, nhưng mà bạn đang đi nước ngoài này hoặc là các bạn đang đi ở một tỉnh khác rất cách rất là xa nhá, các bạn chỉ mở điện thoại lên là biết được là nhà có trộm hay không, vợ chồng có ngoại tình hay không, là các bạn đều có thể biết và là bắt được hết nhá. Siêu rõ nét và cực kỳ tiện lợi, ngụy trang vào chiếc đèn tuýp mét 2 ở nhà mình lại cực kỳ kín đáo. Đó, rồi ok. Thì cái video của mình đến đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc hoặc là có gì chưa hiểu ấy, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Nhà mình có bảo hành sản phẩm là 1 năm. Lỗi trong vòng 1 năm mình chưa đổi mới cho các bạn. Cũng như là nhà mình có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn, gần các bạn qua trực tiếp và xa thì mình có gửi ship cho các bạn nhé. Các bạn lưu cho mình là khi nhận hàng các bạn đều được kiểm tra nhé, các bạn lắp điện, cắm điện, test hàng, thử hàng thoải mái trên đó nhá. Đó, rồi ok. Đó, các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh YouTube của mình để được cập nhật những mẫu mới nhất tại nhà mình. Ngoài ra các bạn sẽ được miễn phí ship về xa luôn nhá. Đó, đó sẽ là phần quà mình muốn gửi đến cho các bạn. Rồi, xin chào lại toàn thể các bạn.